Anh nghĩ sao ông Obama với ông Clinton giúp ông Biden run anh Duy? Chuyện bình thường đó là gọi là sự đoàn kết mấy em. Cái đó kêu là sự đoàn kết. Gọi là cái đó gọi là hồng phúc của nước Mỹ mấy em. Ông Bush có ban gì giúp ông Trump run không anh vậy mới phe. Thì mình phải coi ông Trump của mày ăn ở làm sao. Phe cái đầu mày chứ phe chủ chuyện giúp không giúp tự nguyện của từng người phe vậy. Hiểu không mấy em? Quan trọng là ăn ở. Nè. Gì đạo luật National Defense Act, cấm tổng thống Mỹ có quyền rút khỏi NATO, dẹp cái gì đó. Nói chuyện phải có luật thì anh mới thích mấy em, nói chuyện không có luật anh không care nhé. Nó rừng gì dẹp ở đây là chia rẽ khối NATO thời ông Trump, một phần vì yêu cầu tăng ngân sách đóng góp cho khối, và không phải quốc gia nào trong khối cũng giàu thì kệ ổng, mệt đó quá. Cái đó chuyện của ổng không ai care hết đó, ông làm sao cũng được hết đó, được làm tiếp được về à. Ai ngồi đó bàn cãi không ai đồ ông nào hết đó, lo đi làm kiếm tiền chết bà luôn, đó lo fan ông này fan ông kia, cái gì cũng vậy thôi. Đúng là nhận sai là quốc thế thôi, không có fan ông Trump fan ông Biden gì chứ. Ông nào mà đá vô cái túi tiền của mình đó là quốc, nó là vậy thôi các bạn, cuộc sống này nó là vậy thôi, đừng có xấu nho, nó mệt quá. Toàn là mấy thằng trẻ trâu biểu điện chưa đứng tên không à, nói chuyện mà tưởng đâu ta đây cầm lệnh tiễn, ta đây là nhạc phi gì à. Nhưng ông Trump lên thì Nga không dám đánh, gấu không dám ho. Đó mày nói thôi, ông mày nói chắc như bắp á. Mày nói làm như mày nói là chân lý vậy trời. Không có cái gì insurance ở chỗ này hết á. Lần này ông Biden sợ thua chơi đem Obama và Clinton ra ông hàng. Thì ở góc độ mày nói vậy thôi. Còn ở góc độ của anh á thì đó là sự hồng phúc của nước Mỹ. Mà có một điều á, ông Trump rất là sốc. Tức là ở ở bên Mỹ á có cái câu lạc bộ cựu tổng thống, mà anh không biết là ông Trump không thèm chơi hay họ không thèm nhận. Câu lạc bộ cựu tổng thống nha các bạn. Tức là những ông tổng thống về hưu đó, xong ổng đi sẽ uống trà chiều với nhau, đi đánh góp đồ này nọ, đi 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 quyên góp gì đó, thí dụ như ba hai ba ông rồi đi nói chuyện về gì đó, rồi xong quyên góp tiền nó làm gì đó dạng vậy. Nó thằng tài trần nó ngồi nó xúc xỉm thôi, chứ còn ở góc độ đó là gì, thêm một sự đoàn kết, một sự liên minh đoàn kết và thể hiện một cái gì đó ăn ở tốt. Nếu mà ở bên phía ông Trump á, ông bút con đồ này nọ kia, ông bút con này nọ qua họp hành đồ này nọ chung thì nó vui, mà ông Trump không có được điều đó. Còn ông gì ta, ông Jimmy Carter hình như là ông bị bệnh, ông đi được chứ, đi được đi rồi. Ông Trump là billionaire, ai thèm chơi với mấy ông corrupt millionaire. Ừ, mẹ billionaire nợ ngập đầu không có tiền đóng phạt láo. Bởi vậy á ông Trump cũng không có gì đâu, mà có mấy thằng fan ngu mỏ hổn như mày á. Tại mày thà mà đừng nói billionaire, mày đừng có nói billionaire ra ok. Ông mà còn mày nói billionaire ra không có tiền đóng phạt này nọ, đi lùa gà các kiểu, riết càng ngày càng con không được. Ông nghĩ sao bên Mỹ làm như bên mọi vậy á, đi đi niêm yết chứng khoán trên cái Spark cỏ, rồi xong rồi giờ claim công ty tao 6 triệu đô, ô 6 tỷ đô, 6 tỷ đô báo cáo tài chính năm ngoái doanh thu có 5 triệu đô, lỗ 40 triệu. Thôi trời ơi, bởi nó nhỏ không đi học lớn là làm tài trần. Đừng như nó nha các bạn. Nói chung Mỹ nó không có tệ nhưng mà tài trần đâu các bạn, đừng nghĩ nó đại gì như Mỹ. Mỹ nghe tôi nè. Gì ông ta 3 tỷ đô Obama với Biden, Clinton toàn là millionaire, không có đo, không có đo. Không có đo mà ta làm tổng thống Mỹ được người dân kính nể, thế giới kính trọng. Còn mày 3 tỷ đô ra đóng phạt đi con. Ủa đóng 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 phạt có 400 năm mấy chục triệu nghe chả có ăn phát, chả than chả có tiền. Luật sư của mình đó thì đi than nghèo kể khổ thấy mẹ luôn, mình thì lên mạng chém gió đúng là tài trần. Thấy không? Ví dụ như luật sư người ta đang than nghèo kể khổ để người ta điều với tòa án giảm đi kéo dài ngày ra. Thì mình là thân chủ mình phải lên phối hợp chứ. Mình lên thân chủ, tôi đã huy động 500 tỷ, 500 triệu tiền mặt rồi, tôi là kia kia nọ. Sau cuối cùng cũng đi muối mặt đang gom 175 triệu đóng trong 10 ngày. Ủa kỳ hả? Có 175 triệu phải đóng trong 10 ngày. Nói chuyện bởi đó nhỏ học lớn làm tài trần. Ông Obama với ông Biden hả? Ủa lộn, ông Obama, ông Biden, Clinton toàn là millionaire không có đo. Nói về tiền người ta không biết, tại không ai cho tao đồng nào hết trơn hết đó. Còn có đo không đo vậy làm yên bình 8 năm. Còn mày đang ngồi chạy bãi biết được không kìa con. Trời ơi má ơi. Bởi vậy có fan như thằng này là bảo đảm chết chết nặng luôn à. Khi mà các bạn có thằng fan bất tài vô dụng mà cái mỏ nó hơi cao á, là các bạn phải tìm cách bằng triệt lập đó nha. Chứ không á thì người ta sẽ ghét bạn thông qua thằng đó, mặc dù bạn không có tội. Vì sự chia rẽ trong nước Mỹ ngày càng trở nên nghiêm trọng, nếu ngài Trump mà đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tới thì nước Mỹ sẽ ra sao? Căng lắm ông ơi. Bữa nay tôi đọc được bài báo là cái gì, số người bỏ Mỹ ra đi tăng kỷ lục trước sự chia rẽ nước Mỹ, mà tôi đọc mấy cái tựa thôi.
Tôi chưa đọc hết bài. Nếu ông Trump đắc cử tổng thống gì, đắc cử tổng thống, chiến sự giữa UK và Nga sẽ được đàm phán hòa bình sớm nhất. Trời ơi, mày non quá, mày đừng có bàn chuyện chính trị con ơi. Mày nói vậy, người ta nói sao tin vậy à? Thua luôn. Thôi đi học bài đi em. Sếp nghĩ sao về khủng bố ở Nga là do Ukraine đưa tiền kích động, có đúng vậy không sếp? Khùng. Ủa tự nhiên Ukraine đưa tiền kích động chi để cho Nga lấy lý do mà dọn tộc cả nước Ukraine luôn. Suy nghĩ vậy mà cũng suy nghĩ được nữa. Bình thường đang yên đang làm như vậy thôi mà còn đã bị quýnh cho sập muốn sập cái nước luôn. Mà bây giờ tự nhiên đi quốc mấy người dân làm gì không được cái gì trên cái chổi đó, rồi bay nguyên cái nước. Em có làm gì không? Đúng không? Em nếu em là Ukraine, em có làm gì không? Em trả lời đi. Cái gì phải có sự suy nghĩ chứ. Tối ngày lên mạng nghe đóng thiết âm mưu vô đây hỏi. Tức là hậu quả của cái gì? Hậu quả của sự đi học không hề có tư duy. Mình có tư duy thì mình sẽ không hỏi như vậy. Em cứ đặt vô hoàn cảnh em là Ukraine, em có chơi cú lỗ gì không? Hả? Làm ăn thì phải có lời, đúng không? Yêu đương thì phải có con. Cái đó là nguyên tắc trong cuộc đời. Ai được lợi nhất khi Ukraine và Nga đánh nhau? Lợi nhất là Trung Quốc. Lợi thứ hai là ba chấm, lợi thứ ba là Mỹ. À, như anh nói thì Ukraine và Nga xen giữa tình và lý. Vậy bắt buộc phải chọn, anh nên chọn theo phe nào? Liên Hiệp Quốc bỏ mèo ăn hả mày? Đâu chọn hai nước đó làm cái con khí khô vậy? Suốt kiếp này có tới hai nước đó đâu? Cũng đâu làm ăn gì với hai nước đó đâu? Người ta chọn phải chọn chân lý, mà chân lý nằm đâu? Chân lý nằm ở số đông nằm đâu? Liên Hiệp Quốc hết. Còn phục Liên Hiệp Quốc quýnh đi. Quýnh xong mà tàn cuộc thì coi hết. Anh rất là công bằng nha. Vì tuyên bố, vì TV vừa tuyên bố phát triển thành công tên lửa bắn chặn tầm 200 km. Hay quá anh Duy, tao tuyên bố mày con rơi tao mà tao không nhận đó. Bất cứ nước nào tuyên bố cái gì đó thì cứ để đó tham khảo hết. Từ từ xác minh, điều tra và làm rõ. Lắng nghe không bao giờ là dư. Nhưng mà tin liền là ngu. Nhỏ kia nó yêu mày, xong mượn nó xin tiền mua cái SH thì là mày ngu.